Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về giá của Bitcoin cũng giống như giá của thị trường tiền tử bay bổng như thế nào. Từ đây cho tới tháng 4 năm 2024, giá của Bitcoin cũng giống như tiền điện tử sẽ trải nghiệm, cũng giống như một cái roi, nó sẽ quất lên và nó sẽ quất xuống, cũng giống như vừa rồi từ 28 lên 30, sau đó là lên tới 35, và trong từ 35 như vậy nó lên tới 38.4. Thì trong giai đoạn từ 35 lên tới 38.4 thì bạn đã trải nghiệm bao nhiêu cái roi, và bây giờ con giá của nó là tầm gần được 37. Thì cho những người đầu tư dài hạn thì người ta không thích những cái thứ thế. Nhưng cho những người mà mua bán cho tương lai thì đó là một cái cơ hội cho bạn có thể làm giàu. Mình cần giá nó lên xuống bất thường như vậy để mình mua thấp bán cao, hay là lúc nó sập thì mình sẽ đánh những cái lệnh short. Và đây là cái nền tảng mình cung cấp những chất xám như vậy, những tín hiệu của tương lai cũng giống như những tín hiệu của spot, để bạn mua thấp bán cao chơi spot, hoặc bạn đánh những cái lệnh long và những cái lệnh short chơi tương lai dựa theo tín hiệu spot của mình. Xác suất thì tới 95-98, và cái xác suất thì đây là những người đã trải nghiệm, cả trăm anh em trải nghiệm cái tín hiệu của mình hơn 10 tháng. Cho mình ở đây mình không chấm điểm. Để làm sao xác thực, bạn lên cái nền tảng YouLove, bạn kìm cái video 16 phút để coi. Cái đó là một cái video chính, lúc bạn vô cái nền tảng đó chắc chắn bạn sẽ thấy. Bạn lên cái nền tảng Tiền Academy ở trên YouLove để coi cái video đó để xác thực. Đã nói rồi, bước ra đường gặp 10 người thì 10 người muốn lừa bạn. Mấy bữa thì mình nói 9 người thôi, nhưng mà tao nói chung 10 người để cho nó chắc. Nếu bạn không xác thực được tín hiệu thì không tin họ. Thì cái video đó là cái video để xác thực tín hiệu của mình trước khi bạn quyết định bạn muốn đầu tư, nhảy vô thì ra thị trường dựa theo cái tín hiệu của mình. Vậy thôi, xin chào mọi người.